Kính thưa quý vị, nếu mà lỡ dịp mà quý vị xuống Thạch Giá mà buổi tối giờ này là khoảng 2:30 nè quý vị, mà đói bụng quá thì quý vị có thể ghé quán Cơm Ma. Cơm Ma thì nổi tiếng rồi đó giờ rồi, nó ở góc đường Trần Phú với ngay chợ gà đó quý vị, góc đường Trần Phú với đường Nguyễn Thổi Hầu đó quý vị. Từ khoảng năm lớp 10-11 đó là đã có quán cơm này rồi. Cô, quán cơm của mình là đặt được khoảng bao nhiêu năm rồi cô ha? 20 năm rồi. Dạ, 20 năm rồi đó quý vị. Giờ này thì Lâm lại thì cũng gần hết luôn rồi. Cô ơi, cho con một phần đi à. Bán dĩa cơm đó kìa. Dĩa hả Cưng? Dạ, dạ, một dĩa. Một dĩa anh đây. Cũng tìm ở đây nè không? Thấy đường đâu mắt thôi chứ lạ. Dạ. Đây là cơm tấm 100g nè quý vị. Cho em miếng sườn hay miếng? Cho em miếng đi, miếng thì em ăn miếng quen à. Hết trơn rồi quý vị. Đẹp quá hả chị. Tại một lần em ăn buổi sáng không à, ít nữa không có ăn buổi tối đâu. Ôi cuối cùng là ai đứng bán chính cô. À đây nè, đây là cô chủ. Rồi rồi để đó giùm em nè. Ở đây có thể lựa thêm trứng đó quý vị, nếu mà quý vị muốn ăn trứng. Ủa chị bữa nay không có trứng trứng muối hả ta? Hết luôn rồi hả? Ôi trời, đẹp quá. Hồi bữa là có trứng nữa quý vị, mà bữa nay bán nhanh quá hết rồi. Đây nè quý vị. Giờ này là 2:32 rồi đó quý vị. Nếu đi Gạch Giá thì quý vị có thể một là ghé quán cơm Cơm Ma buổi tối. Nếu mà có lỡ mà đi chơi khuya quá. Còn các nhà nghỉ này kia thì quý vị có thể ghé đường cô Bắc cô Giang, thôi đường Phạm Hùng cô cắt với nhận cô Bắc cô Giang, những cái khu giá rẻ. Còn những cái khách sạn cao cấp ví dụ như là Sài Gòn Hà Nội hay là khách sạn Sài Gòn á, thì ở trên đường Nguyễn Dương Trực, hay là những cái khách sạn mà mấy quý vị muốn coi về ngắm biển đó, thì có thể những cái khách sạn gần biển đó quý vị, ở trên đường 3 tháng 2 Trần Tôn Đức Thắng chẳng hạn, hoặc là ở khu Bến Tàu thì đều có những cái khu để mà ngắm. Cơm tấm ở đây thì ngon, bình thường là có những ngâm đu đủ quý vị, đu đủ. Vô leo rồi có trứng vịt nữa, nhưng mà bữa nay hết rồi, lầm vàng chảy quá. Rồi, đúng không?
trên cái súp rồi. Bán đây thì có bán thịt, mọi buổi sáng là cắp cơm hành ở đó rồi, còn buổi tối thì chỉ có cơm tắm thôi. Nước dùng thì nước chưa chua đủ đủ.
Nên là nếu mà quý vị ăn yếu là sẽ không hết được. Rất là nhiều.